đầm na cà tiếp đây cầm chui missile là robot Russia được nâng cao bởi giới ping mình giải bày bằng bối khai để lời tập đầy Ukraine ban của quân thân được nâng stand up để cầm chui một nâng khoa khăn chả cầm Ukraine bari cà thà Russia nâng sao tại sao giải bằng phía rồi để cầm chui missile robot lượn lục và dim kibiski để dụ chả cầm của xuống cao bị chia Ukraine ba miền bắc sao thà Russia bị chôm nâng stand up lùm bé chỉ mỗi nâng cả nơi đài cầm chui missile ban của plau prophet bayam đập buôn clip cứ nơi sao tại mà phía rồi tại bên đó chỉ mỗi nâng cầm buôn khe cầm phía rồi mà phía robot lượn tại phần màn phía rồi thì tại phần nào hay rồi xì bàn thua ở cái clip khai chia tí tăng này missile sân kriêm mà bậc luôn Ukraine anh nhà đã biến cao viên bà yang xa bàm cho được không tự lấy Ukraine cái bàn khuyên rục hiệp đồng bông này clip này tranh phi đồng bọn cho nó bắt Ukraine bọc dô cô đài nơi ai tức đây Ukraine chỉ mùi nâng missile đài pra phê dục cư Iskander em thì hiện rồi xì mà nè bàn sẵn kết khơi nhóm phi ca đài thì hiện Ukraine bàn phí nất mơ cư phía tràn nơi phê dục cư rồi xì pra phạm buôn khê phạm phi rồi mà phê Iskander em tại công bác khán đi cư trai bàn chặt cam Ukraine thà cả miền là ứng chí trong khói bông phân đi đòi thua ai phụ kê trời tại chiên tà đòi cả bằng chốc nơi sẵn kriêm lưu tức đây dưới khá hay rồi xì bàn đọ nơi propon cầm chuỗi cà pi đai nà cả s bay rồi hai cà ta giam nổ tranh pi tiệc đây jerry tiệt phong vì cứ chưa sinh nhan muối để cả sơn đất thanh làm pi cà pra cầm chuỗi missile vì phải hai lượt đây robot russia miền lệ cận nã thẹt cho hai trời tại bằng cả nơi cả regina robot luôn mà thay tiệt chia muối khi nên đi cứ pra chia muối đang dần họ tiệt phong lại missile ni vì chạm bài chia missile bạch chan ni vì chạm bằng nâng dần họ chạm bằng ca sang song cầm chuỗi missile vì phải hạ đợt tây tiệt vì có thân được không thân phía đó lùm bạ môi không khả năng đại rồi xì cầm phương thể chọp được không cả đã toàn cam bị vấn nào có thể đại miên phải là tập hiệp bảo vật bị chạy bị chia khổ kia bị sai cứ vợ vợ thọ môi chấm luôn đại tệ thân chúng mình là lịch tân định rồi bắt crom lục hàng lệch đại rồi xì được không bền đi chiến đấu đó cả pra nơi sập bia vật rồi bỏ Iran đôi chia ca prosai rocking drone robot Iran phong đài bay hạ đợt thông cứ con cầm lăng à ca Russia miền bắc sẽ tập hiệp của đài có vận tải bắc sẽ tập hiệp của robot bộ kế cứ prachran pe rahot đó stir tại bắt bóng hai chiếc xe Russia mình ai thua ai bắt bóng nơi cầm nai tham pol đài là ca robot bộ kế này thì giang na cái đó cái đây prophet missile tăng ở này hạ bay đôi chia miền phía sầm anh lục putin ban praka nước nông ca đã phong rì nơi missile lưu lên chiến sầm lên robot Russia chỉ mui nâng navy chấm bang tại bắt đong nơi yang yu trong năm pi pon mà phải pi ni nội tìm cứ pe về lia nâng bệnh trạng tập trung một school sát pe cây na đầm bay pra nơi missile hai sầm ra chết nâng nông ca pra missile đầm miếng sạc na nụp bơ robot luôn tiệt phong nụ cả bắt bằng sự mặt phía này missile robot Russia cắt miên lang nơi trong pe đại kê yu khởi thả em rồi size pi hai mà cứ cầm phong tài chi à vót đầm miếng à nụp bơ bằng phát muối sầm ra Ukraine nơi nông ở đây cả sạc chơi chút ní nâng rồi đào đào nghe ni pe khang một tiệt phong nụ Russia sẽ phải chấp nhận công cao đáp ứng lấy missile Kinzhal của Bắc Phi nơi lơ tách đây nơi Kaliningrad mùi phong đài đại việt thân nơi chân lõ Pratipolo nâng lý tôi anh ấy chọn nâng chân ấy ba tệ hai con một school ở rừng con giang khang chấm buộc cả đại lục hàng lái quốc công vượt mặt căn Ukraine hai cháu sau rồi bring nên support mất cầm phong tài châu đại nơi con chấm lúa mùi này lâu mơ con một school vùng biển chấm buộc cả nó mà nếu phá bị ba đại mình ai nước màn đòn sầm rạp nẹt đường lái đại lục loan nâng con sừng kềm này có vận tải vì ở địa phương tràn khai một hai នេះការព្រមានោះហើយវាក៏ជាយុគខែមកហើយដែរដែលលោកខាងលិចមិនស្រាក់ស្រាននៅក្នុងការប្រកួតប្រគងអាវុធមកកាន់អ៊ុយក្រែននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីខិនសើររបស់រុស្ស៊ីវាមានអានុភាពណាស់ដែរដល់ទៅ2000គីឡូម៉ែត្រនិងហោះក្នុងល្បឿនដប់ដងនៃសម្លេងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីឆ្នាំ2018ចាត់ទុកអាវុធមួយនេះវាល្អឥតខ្ចោះខ្លាំងណាស់ហើយលើកពីនេះតទៅទៀតឥឡូវនេះក្បាលក្របនៃក្លេអ៊ែមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចោទហត
ប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអារបានផងនោះជាបានមើលឃើញអំពីការប្រើប្រាស់នៅមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺទម្លាក់មកលើអ៊ុយក្រែនប្រៀបដូចជាទឹកភ្លៀងស្រោចយ៉ាងអញ្ចឹងដែរ កាលពីសប្តាហ៍មុននេះមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់បានទម្លាក់ទៅកាន់តំបន់មួយជាប់នឹងសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែននៃទីតាំងអូដេសាដែលឈានទៅដល់ខាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិកម្មដោយថារុស្ស៊ីព្យាយាមនៅក្នុងការបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការនាំចេញកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកម្ដងទៀតរួចទៅហើយនោះរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធឃោសនាមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដែលនិយាយថាមីស៊ីលខាមរ៉ារបស់ពួកគេក៏អាចបំផ្លាញបានន
đài tại hàng Ukraine cứ mình tập to lừa riêng đi nơi lại nội tệ Ukraine bên hai mà robot sao rồi đam bể chấm luôn đáp ra mối kêu hai mà robot sao rồi đam bể ní cứ cầm phong chỉ ti pin để dùng được nông ca rộp tỉnh pi bên đáp ra tế ở rộp hàng cài chấm này nơi Kherson nâng Saporizhia hàng của xuống ca pi chết Rusi bàn lực lang thả sông bay tại em chết sập rầm pi rồi chết sập rầm pi hầu vi sơ đại đã phong rì pi kêu có tàu bàn bấm plan đòi crom robot bộ kê phong đài tại sầm rạp nơi ti crom mi khala vĩnh cứ hàng អភិបាលតំបន់មួយនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTelegram ដែលនិយាយថាខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់យកភូមិមួយចំនួនបានមកវិញនៅបណ្ដោយព្រំដែនខឺសុននិងមីកាឡូហើយក៏បានបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីS-300ផងដែរបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមរបស់IBT បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខណៈដែលទូគីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរាំងខ្ទប់នៅនាវាចម្បាំងឬយោធាដែលប្រើប្រាស់នៅច្រកសមុទ្របូស្ផរុសគេក៏បានឃើ
đong chlong cắt nơi đầm bắn sầm mất khmai ní nơi ngay tìm mập hay buôn tây hà hay kia ban đăng tiết ông pi rút phép cài rừng nóp đại ban bắt nơi tạ dịnh án này s bay rồi ní nơi ai đầm bắn bù lật hàn con tòa bồ xì nơi mát giá nơi phía kháng chương dì ri tà mà đong nụ khăn nông chống đách ní thu ai miên ca dù khơi anh tha rô xí sân nơi khăn nông đầm nạ ca mối đài miên ca bắt bóng à nụ phía rư co chùm nụ văn căn thạch lăng lai mi xí lợi rô bóc bụi kì rô hốt chìm mối khi nên đi tiền nụ cứ tha Belarus nơi ngay ti mà phải làm buôn xây hả trâu ban kê cầm nót bàn nơi ca pra nơi dùn ho chấm bằng vô thịa rõ bó rô xì chấm nguồn pram tại ban chanh phí tật đây rõ bó luôn hai ho chấm bằng tiền ớt nụ có miên ôm đào dùn ho tùm lẹ cọp máy tu mà phải bị em phong đài bóng phẹt giả đòi mi xì lì chỉ tràn cường bần tọa mốc nơi rịa bê tai pro man chìa đọc ram nế ti kroi tai bần nó mi xil đồng bông ban banh chênh ti sáng cát Ashab kì nay tực đây Belarus nì đòi pra dân ho rô bó rù xì bần tọa mốc miên mi xì chỉ tràn cường tiệt banh nơi nế ti bần tọa chênh ti sáng cát nô đai nụ đại thua kia cầm đọt ban tha rù xì cầm phương tai pra Belarus kia chấm nách pra đàm nê ca viê pra há rô bó viê pra há Ukraine tai tam rịa play a ca xa phòr miên rô bó Ukraine ដែលជាផ្នែកមួយមើលទៅគឺរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គីបានថ្លែងថាតំបន់គ្រីមានឹងក្លាយជាសមរភូមិយ៉ាងពិតប្រាកដនៅប្រមាណថ្ងៃឬប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានឱកាសវាយឈ្នះនិងគ្រប់គ្រងរំដោះបានមកវិញនៅតំបន់ខឺសិនដែលជាទ្រនាប់មួយភ្ជាប់នឹងតំបន់គ្រីមានេះ បាតាមប្រភពដដែលនេះរថក្រោះរថពេតដែកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលផងដែរត្រូវបានដឹកតាមផ្លូវរថភ្លើងចូលទៅកាន់តំបន់គ្រីមាដែលឆ្លងកាត់តំបន់ដុនបាសនិងចេញពីទីតាំងទាំងឡាយណាដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងបាននៅតំបន់ដុនបាសនោះក្នុងវីដេអូមួយបានបង្ហាញរថក្រោះរថពេតដែកនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរាប់រយគ្រឿងបានបញ្ជូនទៅតំបន់គ្រីមានោះ ជាមួយគ្នានេះក៏មានប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំផងដែរគឺរាប់សិបគ្រឿងដឹកទៅតំបន់នោះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយថាសាកសីជាច្រើនបានបញ្ចេញវីដេអូរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញ Telegram និងបណ្ដាញសង្គមដែលក្នុងនោះឃើញរថក្រោះ T55 ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ152mm រថក្រោះ T72 និង T80 រថពេតដែករាប់រយគ្រឿងកំពុងដឹកបន្តគ្នាទៅចូលតំបន់គ្រីមាការដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនសព្វាវុធធនធ្ងន់របស់ខ្លួនចូលទៅតំបន់គ្រីមា គឺពុំបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុននោះទេតែយ៉ាងណាការដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនសព្វាវុធធនធ្ងន់យ៉ាងសម្បើមរាប់រយគ្រឿងនេះចូលទៅតំបន់គ្រីមាដែលរុស្ស៊ីយកបានពីអ៊ុយក្រែនដោយមិនបាច់ធ្វើសង្គ្រាមនោះកាលពីឆ្នាំ2014គឺពិតណាស់ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធវាយគ្រប់គ្រងឲ្យបានបើគ្រីមាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយការសច្ចារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរហ្សេឡែនស្គី ដែលលោកហ្សេឡែនស្គីបានសច្ចាថានឹងវាយយកគ្រីមាឲ្យបានមកវិញបើតំបន់ខឺសិនធ្លាក់មកដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលប្រមាណ
ជាពិសេសទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រមាណជាប្រាំកន្លែងត្រូវបានបាញ់ប្រហារដោយក្រុមមីស៊ីលចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងចេញពីនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅការរងគ្រោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយកើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធារបស់រុស្ស៊ីគឺមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិចប្រមាណគ្រឿងត្រូវឆេះខ្ទេចហើយទីបំផុតរុស្ស៊ីបានសម្រេច
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីគីវជាថ្មីម្ដងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញគឺប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបានសច្ចានៅចំពោះមុខលោកវ៉ូឡូឌីមៀស៊ីឡែនស្គីថាបើគ្រីមៀត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះបានមកវិញ គឺរុកលោកផ្ទាល់ភ្លាមៗត្រូវទៅធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពដើម្បីបិណ្ឌមើលស្ថានភាពដើម្បីពិនិត្យ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 មើលស្ថាន
ឆ្នាំ2019ដោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឬគេហៅថាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះមានជនជាតិរុស្ស៊ីច្រើនជាងជនជាតិអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ80%ឯណោះណាមួយវិញទៀតអាញាធរដែនដីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀសត្វតែជាជនជាតិរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីនៅសម័យនោះក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកពូទីនហើយក៏ជាអាយ៉ងរបស់លោកពូទីនផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលប្រគល់ទឹកដីគ្រីមៀទៅឲ្យរុស្ស៊ីនេះមានឈ្មោះ
ក្រោយពីគ្រីមៀនធ្លាក់នៅក្រុមចំណុះរបស់រុស្ស៊ីនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014លោកយ៉ាណាកូវិកបាននាំប្រពន្ធកូនគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់រត់ទៅជ្រកកោនសំសិទ្ធនយោបាយនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីមកដល់ពេលនេះគ្រីមៀជាឧបទ្វីបមួយនៃសមុទ្រខ្មៅវាជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សកម្មបំផុតគ្រីមៀមានផ្ទៃដីជាង 20,000 ព្រះពីព័ន្ធគីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅជាង 2 លាននាក់រុស្ស៊ីកាន់កាប់គ្រីមៀនេះគឺការចាញ់ពីកំណើតរបស់គ្រីមៀជាឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ 1991ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកយូណាកូវិចគឺលោកវីកតូរប៉ូរ៉េឆេនកូលោកប៉ូរ៉េឆេនកូបានប្តឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះដោយទាមទារយកគ
Putin ban cho kết từ tổ scores Crimea chia sẻ tờ nã rót mũi rập bà Rusi mặc đal pini. Pratini tập đầy Parachenko, cơ đồ chi Pratini tập đầy Pajawani, cơ lộ vô lô đi Vezelensky, nâu tài chặt tục thả, Crimea chia đàn đầy Ukraine. Hai prakka chanh kết lúc cháu, chúc bạp bạch nào Pratini mất tệ, rập bạch Pratini tập đầy. Yanukovych nơi dạ về trong cõi này, Rusi ban trao chia chấm ho từ bộ phận trăm prate thả miền panca ring ao Ukraine lược toa cho từ lục lôi Crimea cầm lấy làm bay về do Crimea mất vịnh vận tải từ trong Moscow ban chia thả Crimea cứ chia đám ban môi ra bao Rusi về mình nghe thề ban phim phim đòi con toa Ukraine đủ tỷ vận tải lô vô lô đi Zelensky ban khai thả nơi về đại đám ban Kherson trở ban con toa Ukraine về căn cứ nghĩ bằng phật nông ca thua đâm nào rồi cho tất đầy Crimea.